Rồi chú ạ. Em chào anh. Cả nhà mình đợi loa lâu chưa anh? Hả? Nhà mình đợi loa lâu chưa? Đợi lâu rồi, đợi từ chiều ấy. Đâu cô? Đợi một tháng. Cả ngày rồi. Cả ngày. Chuẩn bị đi theo dõi loa keo xanh này mấy năm nay rồi đấy. Vâng. Thế chắc là anh theo dõi từ lúc mà chưa ra sản phẩm này đúng không? Hả? Anh theo dõi từ lúc mà chưa ra sản phẩm này đúng không? Chưa. Vâng. Chưa ra sản phẩm này. Theo thì cứ loa gắn là loa kéo mà. Anh chú đáo anh chuẩn bị đâu rồi đấy hết rồi. Sẵn sàng hết rồi. Mà theo dõi nhiều rồi thì chả cần thì phải âm nim loạt thì phức tạp. Ở trong có hết rồi. Vâng. Đầy đủ hết ạ. Đơn giản hóa chú ạ. Ừ. Cứ cái này lắp điện là xong không? Loa này đám cưới không còn lại được bằng cái này. Điện thoại nó to nhỉ. Vâng. Lượng thế đủ chưa anh? Rồi. Cho bật to hết cỡ là được một nửa rồi đấy. Vâng. Mới một nửa. Mới một nửa lúc nãy là lúc to hết cỡ là chú nghe to hết cỡ là mới được một nửa âm lượng của nó thôi. Đấy à? Vâng. Mẹ thế mẹ. Thế thì có mà đuôi lợn nó không lớn được. Nhưng mà nó chậm lớn mà thịt lợn nó ăn ngon chú ạ. Bố hết. Hả? Lợn nó nghe nhạc nó chậm lớn mà thịt lại ngon đấy. Chắc. Rồi. Nào chuyển đi xem nào. Đây cháu bật cho chú hát nhá. Ừ. Chú hát bài gì ạ? Hát bài gọi đò. Gọi đò. Dân ca quan họ Bắc Linh. Gọi đò karaoke Tông Nam. Không. Gọi đò quan họ Bắc Linh. Quan họ Bắc Linh nha. Gọi thế là gọi đò khác phải không ạ? Của Dương Ngọc Thái. Gọi là của Dương Ngọc Thái. Ừ, thằng Dương Ngọc Thái không hát, tao hát quê hương tao chứ ta. Chú hát bây giờ cho bài nhạc đỏ, nhạc đỏ nhá, nhạc đỏ nhá. Đất nước tôi con hà giọt đàn bầu mẹ dịu lối cháu của mẹ ba lần tiếng con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ đất nước tôi đất nước tôi đất nước tôi từ múa con nằm nôi sáng trăng bao sông chiều ngăn nắng lửa lao sao chưa hè một lòng đã giao lao sao chưa hè một lòng đã giao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi những câu hò lắng trong tiếng sáo đêm lại dặn điều tiếng mẹ ru con xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều dẫu lo dẫu đói ta vẫn vẹn tình nắng ngọt cùng vui đất nước tôi, sáng ngàn muôn đỏ, tí trăng đã vào cửa sổ đời để mở đầu canh hát hôm nay chúng tôi về đây phục vụ bà con cô bác xóm ba những lời ca tiếng hát của dân ca quê nhà những anh đi cấy đi cày về đây cùng phục vụ hối hồn hôn xin kính mời hơi đi ở và dưới sông sâu hơi hồi tang ngô tình tang ngô tình tang lên tôi phải thời tôi phải ngắt thưa tâm tổ
bà con có một đêm có một sức khỏe vui hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đúng là giọng giọng ca danh bất hư truyền của miền đất Quan Họ. Chú ơi, chú hát, chú cầm dưới này thì tiếng mic nó trong hơn. Mình cầm lên nó cộng hưởng với cái bầu mic là nó tiếng nó sẽ trầm hơn. Chú hát về gì nữa? Hát này tìm em trong chiều hội liêm. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, chiều xuống đầy hai nỗi cho Quan Họ trao duyên. Tìm trong bao vành nón một dáng đón bao tầm, tìm trong bao tà áo một sắc áo tứ tầm. Cây đu trao lạch trời, gió thổi bơi tắt rơi, chiều xuống đầy đầy núi cho Quan Họ trao duyên. Vui chiến xe anh về nhà quê xưa miền Trung, nhớ bao mong che quê nghèo bóng giữa hiên ná gió. Anh xong ca bài đi ạ. Xong ca không hát được. Em có bài. Thế thì chú đơn ca thì cũng được. Một bài nó đơn sắp chú mày. Tại vì cháu thấy là giọng của chú khi chú hát từ giờ đến đêm vẫn còn khỏe, vẫn còn thoải mái luôn. Mặc dù là chú chưa sạc điện. Chú mà sạc điện nó phải khác. Chú sạc là chú hát thì sáng mai anh được. Không hát được, chỉ thích thôi chứ hơn hát thì. Chú hát quá tuyệt vời. Chú em cho vào trong nhà được không anh? Cho vào luôn. Thằng nào cũng sắp tối rồi. Tối rồi. Chết cái này có mà cái này mà hát ở trong nhà thì chỉ mở nhỏ. Thôi mở nhỏ thôi chứ đâu có mở to. Để ngoài cửa đây này. Thôi. Ông. Để cửa mưa của nó mấy chục triệu đó, bảo để cửa. Mưa hát nó ướt cái mẹ đi. Rồi nó mùa này nó hát nó bõ. Cho chúng tôi nó nhỡ kỳ chứ. Tôi còn thích to nữa. Mẹ vợ chồng mà cứ cãi nhau cứ mang loa ra hát. Nói chung là vợ cũng tay. Thích chứ không phải là mình chồng. Nói, vợ thấy chồng bảo mua loa cái vợ hớn hở không ăn ba hôm. Để dịch vào tí là cân luôn, là đủ để luôn. Hình như anh đo từ trước rồi hay sao ấy. Hát thì có phải ngày nào mà tao hát cơ mà ẩm. Ngày nào đông mà hát. Mẹ đông mà hát. Thoảng có văn liên hoan hoặc là có gì tình trạng mưa chú cháu mình làm cái mồi thôi, như nhậu nhẹt ngồi hát. Lúc nào cũng hát, lúc này làm chúng ta làm vua. Mộng. Đấy, cho tờ này này, đấy, giải quyết đi. Ăn chơi thì không sợ mưa rơi đấy, mẹ. Đấy là con máu cái con phải trong mưa. Đấy. Đã quyết định từ cái nhà bên kia người ta đã về là phải chơi quả này rồi. Xem theo dõi cái loa kéo xanh này cũng lâu rồi. Con theo loa kéo xanh là lâu phết ấy. Từ mình ở bên Đức về mình khoảng 3-4 năm theo bắt đầu cái loa bắt đầu nhỏ nhỏ ấy. Đấy. Nửa tháng. Tính đấy luôn về cháu đi. Thế là anh về luôn hay là anh về chơi không lại sang ạ? Về luôn mà. Về trước mắt anh về vợ vợ ngoan thì ở nhà nó không ngoan. Thế à? Nếu mà vợ không chiều không mua loa là đi luôn. Thực ra là nhà anh không phải thật đâu, nhà này là tương đối rộng rồi. Thế nhưng mà trong nhà mình thì nó bị dội âm, nhà nào cũng vậy thôi. Đúng rồi. Đấy, thì là nếu mà muốn hạn chế thì anh có thể mùa đông rét thì anh làm một cái thảm ở đây, nó cũng không đáng bao nhiêu đâu. Thì vừa là mình đi lại nó ấm, thứ hai là nó tiêu âm tốt thì mình nghe nó sẽ hay rất là nhiều.
Như kiểu anh em nói chuyện với nhau nó hy vọng ấy. Đấy, đang hy vọng. Đúng rồi. Ôi không. Không, nó càng rộng nó càng dội chị ạ. Nếu mà mình mà không làm tiêu âm thì càng rộng nó càng dội nhiều. Như kiểu mình đứng dưới cánh đồng mình hét ra một cái là xung quanh có những cái núi là nó cứ nó càng vại nhại đi nhại lại. Đấy thì quan trọng là mình làm tiêu âm được thì cái thảm là cái thiết thực nhất mà mùa đông mình rất là lạnh. Mình làm cái thảm ở đây là vừa tiêu âm mà vừa đấy là ok nhất luôn. Thế còn lúc nào mà anh muốn hát dã chiến mà hát to hay thì mình lại đẩy ra ngoài đứng ngoài kia hát. Đẩy một loa ra đây. Một cái được nhưng mà tôi đẩy cả hai hát cho hay. Nó bánh xe nó nhẹo rồi chị. Ok, thế đâu rồi. Vâng. Có gì thì hello. Vâng, có gì anh cứ gọi điện gọi video rồi em hướng dẫn trực tiếp luôn. Vâng. Dặn lại cái ông chồng anh quên lắm. Trời ơi. Quên gọi cho em. Ngày nào mà không xem. Quên gọi cho em, anh em mình lại gặp nhau rồi gì. Ờ. Nếu mẹ nó cứ hỏng tháng này không sợ. Sợ gì. Trước mình hay đi mấy cái mà chỉ có hai anh em đi mà cái ông gì nhỉ? Mà cũng hay hát mà anh luôn ạ. Ờ đấy luôn đấy. Vâng. Đấy, theo dõi từ đợt cái loa nhỏ bắt đầu đi lên rồi. Đấy. Thế thì phải trên 2 năm mà anh xem ở trên 2 năm rồi. Bởi vì thấy cũng nghe thấy hay thì vâng. Cứ theo dõi thế những cái dòng loa này chúng em ra mắt chỉ 1 năm trở lại thôi. Còn ngày xưa là bắt đầu ra cái này cái ông ở Hải Phòng ông Tín đấy. Anh xem hết. Xong. Đấy rồi ông ở Bắc Giang ông ấy đấy. Ông Long này cày. Đấy ông Long ấy. Cứ cái nào ra là xem hết, vâng. Không theo dõi không bỏ cái nào luôn. Thẳng lắm. Mới đã rồi là quyết tâm từ bên ý là xác định ở về kiểu gì phải làm cái loa mà. Cái này hát được không chú? Ôi giời, hát này, hát chú bảo lúc nãy chú chưa có cái này thì ông ta là đánh giá nó hát nó chưa được hết công lực. Không nhưng mà hát đấy cảm nó nhẹ. Hôm nọ đi hát ở cái chỗ cái quán cà phê ấy. Hát nó mà nó rú lắm, nó hát nó kiểu như là nó kiểu không biết vào kiểu như là cái quán cà phê nó không vào mic được không anh? Ừ. Không vào mic. Nó không vào mic nó kiểu như là nó nhại nhiều quá. Thế là không thắng được từ. Có bọn cháu có lẽ là xin phép các bác anh có xin phép chú. Ok. Cháu về với anh tưởng anh. Trong quá trình sử dụng có vấn đề thì anh đã lôi em nhé. Ok. Vâng. Số đức khoa chất hóa đơn đấy anh cứ có gì thắc mắc bảo cháu. Chào các bác ạ. Chào em nhé.